Vâng, kính thưa Chủ tịch Trần Thêu, kính thưa nhà sáng lập Trần Út, kính thưa các Phó Chủ tịch cùng Ban Quản trị, câu lạc bộ Hát Lên TV thân mến. Hôm nay, nhóm Kim Ánh rất vui mừng được sự sắp xếp của các anh chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sắp xếp cho nhóm Kim Ánh được lên giao lưu cùng câu lạc bộ Hát Lên TV hôm nay. Vâng, lời đầu tiên, Hồng Liễu xin thay mặt nhóm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe chào thân thương nhất để đón chào một mùa hè sắp tới, một mùa hè mang đầy sắc nắng tràn ngập màu hoa phượng đỏ đang lung linh trên tán lá, hứa hẹn bao niềm vui và nỗi nhớ. Cũng là một mùa hè năm ấy toàn dân tộc ta đã giành được non sông độc lập tự do, cấm bóc đã thu về một giải, mọi người được tự do, có quyền tự do vui chơi ca hát là nhờ công ơn của Bác. Hôm nay đây để tưởng nhớ đến người và ngày thống nhất toàn vẹn non sông, nhóm Kim Ánh xin gửi đến câu lạc bộ Hát Lên TV những bài ca đi cùng năm tháng, những làn điệu trèo bay bổng, những câu quan họ vang rền nền này. Giờ vàng đã đến, nhóm Kim Ánh chúng em mong câu lạc bộ ta cùng vào cổ vũ cho nhóm được thành công đêm nay. Một lần nữa, nhóm Kim Ánh xin cảm ơn Phó Chủ tịch cùng toàn thể anh chị em, quý khán giả và gửi lời chào thân thương nhất. Sau đây, nhóm Kim Ánh gồm có ca sĩ Kim Ánh, ca sĩ Hồng Liễu, ca sĩ Trần Lê và ca sĩ Huyền Sâm. Nhóm của chúng em toàn ca sĩ mới, rất nhiều bỡ ngỡ, mong cả nhà cổ vũ cho nhóm chúng em có động lực. Sau đây nhóm em xin gửi tới bài Vùng Trời Đông.